sleep for around just 5.5 hours. I can go by check our in 12 hours. So that's a Sapa, right? Còn quen have a one day you can go around the city tour or the Bachang Village or perform pagoda, yeah, check around the Hanoi. Yeah, I think that some famous play for you. Yeah, you can travel if you want. You can to go some another place. And today, where do you go today? Hạ Long Bay, yeah. Yes. Hạ Long Bay. How long and how far from Hanoi to Hạ Long Bay? Today you will go expressway, so it's a much quicker for you. Take 2.5 hours. Anyway, we arrive. How complete for vacation? Before talking about something, I would like introduce myself. My name Dũng. Okay, you can call me Dũng. Dũng, yeah. Dũng not Dung. Okay, Dũng. Dũng for the man. Dũng for the lady name. So I'm a real man. Don't call me lady name. Dũng. Okay. I get better, you can call me Peter, easier for you. Peter, okay, Peter. Peter, Peter is easier, much easier for you. I had a buyer out travel. Yes. And then, Hang Sửng Sốt và Hang Luôn. Thế đảo Ti Tốp, nó là một trong những đảo rất là nổi tiếng ở Vịnh Hạ Long. Đảo này có một bãi cát trắng mịn. Và có một nhà du hành vũ trụ người Nga, ông Jackman Titov, ông đến thăm đảo năm 1862. Đấy, kỷ niệm cái chuyến thăm đó thì Bác Hồ mới đổi tên đảo là đảo Titov. Thì chúng ta sẽ tham quan ở điểm đó và leo núi và tắm biển ở khu vực đó. Sau tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển sang Hang Luôn. Chúng ta sẽ có chương trình chèo kayak, đi thuyền bamboo và đi xuồng cao tốc. Thì các cô, các bác, anh chị mình có thể lựa chọn một trong các ba cái chương trình đó. Chương trình đi kayak thì chúng ta sẽ hai người một cái đi bamboo, và là cái thuyền lan ấy, gọi là cái thuyền lan, nó ngồi khoảng độ 6 đến 8 người, 10 người một cái thuyền lan. Thank you.
number how much? The bus number. Okay, 2014. Because when you go, it's a lot of bus. Goes along the bus. Cafe và thông quan và phòng trang. Thông quan hàng phòng trang và bao nhiêu đó. Sau đó mình sẽ quay về để chuyển về đi xem mình. Tiếp tục hành trình xuống Tân Châu thì nhé. Đây kiểm nhận lên hành trình. The bus number. Thank you.